Con muốn sống với chính mình. Mỗi lần về đều nghe bố nói là lấy chồng các kiểu ấy, thì con đều gạt đi quay đi ấy. Nhưng mà thật sự con không muốn nói, con chỉ muốn nói với bố là con muốn cuộc sống của con có tự quyết định. Và quan trọng là con phải hạnh phúc cái điều mà cái điều mình chọn. Cũng mong, rất là mong bố mẹ là ủng hộ con. Phạt góc ghi bàn trực tiếp của số 7 bên phía đội tuyển Việt Nam, vô cùng đẹp mắt.